các bạn dành bao nhiêu tiền để mua một chiếc màn hình? 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu hay 50 triệu? 2 triệu rồi. Vậy thì ngày hôm nay, top 3 chiếc màn hình dưới 2 triệu giá siêu rẻ cho mọi người luôn. Khác với 2 đến 3 năm về trước thì mọi người sẽ phải dành một khoản ngân sách khá là cao để mua một chiếc màn hình. Thì bây giờ chỉ với giá khoảng dưới 2 triệu thôi sẽ có rất nhiều những màn hình ngân sách ổn này, cũng rất là bền và chất lượng cũng rất là tốt nữa. Và cùng chúng mình điểm qua một vài chiếc màn hình nhé. Đầu tiên phải kể đến MSI Pro MP225. Đây là một sản phẩm cực kỳ chất lượng với tầm giá của nó như này nhé. Và với thiết kế thì sẽ là dành riêng cho anh em dân văn phòng này, hoặc là các bạn làm cá nhân ở nhà cũng được, nhưng mà với những tác vụ đơn giản thôi. Và mặt đế của MP225 thì sẽ để được rất là nhiều đồ này, từ điện thoại đến máy tính bảng đều ok. Kích thước 21,5 inch sắc nét với công nghệ bảo vệ mắt để không bị tổn thương lâu dài. Và cùng với đó thì MSI Pro MP225 sẽ có độ phân giải Full HD, tấm nền IPS nên là đảm bảo hình ảnh luôn được sống động này và rõ nét. Và trải nghiệm làm việc cũng như giải trí các bạn sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều, bởi là sẽ có tần số quét 100Hz và thời gian phản hồi 1ms. Tiếp theo không thể không kể đến Acer EK221QE3, có kiểu dáng thiết kế chuẩn màn hình văn phòng luôn. Khung viền xung quanh khá là mỏng và nội dung hiển thị thì tương đối liền mạch. Màn hình thì sẽ có kích thước là 21,5 inch với độ phân giải Full HD, hiển thị đầy đủ chi tiết hình ảnh nhất có thể. Với tấm nền IPS sẽ hỗ trợ góc nhìn lên đến 178 độ. Không chỉ vậy, chiếc màn hình của Acer này còn có sRGB là 99%, nên là mọi người yên tâm là khi sử dụng về giải trí này, văn phòng hay là làm những cái công việc tác vụ liên quan thì sẽ rất là ok. Và bên cạnh đó cũng sẽ có tần số quét là 100Hz và thời gian phản hồi là 1ms, nên là mình có thể sử dụng chiếc màn hình này đôi khi là để giải trí, chơi những tựa game đơn giản thì đều ok nhé. Last but not least là một thiết kế đến từ nhà Yahoo, DHI-LM24B200S. Phần chân đế hình chữ V là bằng kim loại chắc chắn là sẽ là một điểm cộng cực kỳ lớn trên màn hình Yahoo này, tại vì thực sự nó rất là chắc chắn, nhìn sang và cực kỳ dễ di chuyển nữa. Chiếc màn hình này sở hữu tấm nền VA với độ sáng tiêu chuẩn là 250 nit ở trong môi trường ánh sáng thông thường và có độ phân giải là 1080p, tỷ lệ chuẩn với kích thước chỉ khoảng 23,8 inch. Và các dòng màn hình này đều có sẵn trên website cũng như là showroom của Hacom trên toàn quốc, nên nếu các bạn cần hãy liên hệ với chúng mình nhé.